Ủy ban châu Âu EC ngày hôm qua công bố kế hoạch đầu tư 300 tỷ euro, tương đương với 340 tỷ đô la Mỹ cho các dự án trên toàn cầu về cơ sở hạ tầng, kỹ thuật số và khí hậu cho tới năm 2027, như một sự thay thế tốt hơn cho sáng kiến con đường và vành đai của Trung Quốc. Theo tuyên bố của Ủy ban châu Âu EC, kế hoạch mang tên Lối đi toàn cầu Nhằm tăng cường chuỗi cung ứng của châu Âu, thúc đẩy thương mại EU và hỗ trợ cuộc chiến chống biến đổi khí hậu, tập trung vào các lĩnh vực kỹ thuật số, y tế, khí hậu, năng lượng và giao thông cũng như giáo dục và nghiên cứu. Trung Quốc đã tung ra dự án Con đường và Vành đai vào năm 2013 để thúc đẩy quan hệ thương mại với toàn bộ thế giới và đã đầu tư mạnh mẽ cho việc phát triển cơ sở hạ tầng tại hàng chục quốc gia trên khắp thế giới. Nhưng giới chức EU cho rằng các đề xuất hỗ trợ tài chính của Bắc Kinh thường không có lợi, thiếu minh bạch đặc biệt tại châu Phi bị mắc nợ Trung Quốc. Không giống như Trung Quốc, EU sẽ đảm bảo các cộng đồng địa phương được hưởng lợi từ các dự án cơ sở hạ tầng trong khuôn khổ lối đi toàn cầu và sẽ phối hợp cùng với ngành tư nhân, khi đó có sự tham gia của EU sẽ khiến cho việc đầu tư bớt rủi ro. Thật sự các quốc gia cần có các lựa chọn khác và tốt hơn so với sáng kiến của Trung Quốc, kế hoạch của EU sẽ là một sự thay thế đích thực. Theo EC, tiền của EU dưới các hình thức tài trợ cho vay hoặc bảo lãnh sẽ đến từ các tổ chức, chính phủ cũng như các cơ sở tài chính của EU và các ngân hàng phát triển quốc gia. Nó sẽ được cung cấp dưới các điều khoản có lợi và công bằng để các chính phủ tại các nước thứ ba không bị gặp vấn đề về nợ. Ủy viên phụ trách quan hệ đối tác quốc tế của EU, bà Jutta Upilainen cho biết, khoản tiền mà EU đã đầu tư vào viện trợ phát triển hoàn toàn tương đương với Trung Quốc. Trong khoảng năm 2013 đến 2018, châu Âu là nhà cung cấp viện trợ phát triển lớn nhất trên thế giới và sự hỗ trợ phát triển của chúng tôi hoàn toàn dưới hình thức tài trợ. Trong giai đoạn này, gần sát với các dự án trong sáng kiến Vành đai và Con đường của Trung Quốc. Bà Upi Lenin nhấn mạnh rằng trong khi mức độ đầu tư tương đương nhau nhưng hình thức thì hoàn toàn khác nhau, theo đó EU tài trợ còn Trung Quốc cho vay. Kế hoạch của EU sẽ tập trung vào cơ sở hạ tầng vật chất như cáp quang, hành lang vận tải và đường dây tải điện để tăng cường mạng lưới kỹ thuật số, giao thông và năng lượng. Bằng việc giúp đỡ các nước khác, EU cũng sẽ thúc đẩy được lợi ích của khối và tăng cường chuỗi cung ứng khi nó đang bị tổn hại dưới tác động của đại dịch COVID-19.